Rồi nhà nhà chị Hà đâu anh vô quay nhà chị Hà giúp em với. Đây Tại vì Tuấn nó đang ở cổng, hiểu không? Tuấn nó đang ở cổng, anh em chưa có vô. anh Tuấn ở trong nhà ấy. Đang ở trong nhà nó cúng lại á, hiểu Ủa, không? vậy là bây giờ đang ở ngoài cổng nhà chị Hà đấy à? Đang ở ngoài ngoài cổng với xòe Anh có thể đi ra ngoài đấy quay một lượt nhẹ nhẹ được không? Quay ý là ra cổng quay vô thôi chứ không vô nhà. Mà đi ra ngoài cổng nó không quay như này này. Đi ra ngoài đó. Anh để điện thoại. nè. Thì giờ nè anh ra trước nè, anh vừa nói chuyện với em luôn nè. Ok, là bây giờ đang ở ngoài cổng nữa. Hôm nay có đông không anh? Hả? Hôm nay đông không anh? Thì nói chung ra cũng không có đông gì mấy, anh em thì cũng ở bình thường. Là bây giờ là anh Tuấn đã đến từ sớm là ở trong nhà rồi đúng không? Hả? Anh Tuấn là đến từ sớm ở trong nhà đúng không? Nói chung ra thì nó đang ở trong, nó đang đắp nhang á, anh quay nè, anh thấy không? Ô xe là ở nhà ở ngoài bên ngoài là nhiều vậy cơ anh? Hả? Xe máy là ở bên ngoài nhiều vậy cơ à? Chân ra ngoài anh em nói chuyện ngoài không ạ, để cho nó đốt nhang rồi đi anh em mới vô. Ở trong nhà bây giờ có đông người không anh? Ở trong nhà thì chỉ có mấy anh em nó không à, Có anh em của Tuấn là đi cùng nhiều người lắm anh. nói chung ra mình cũng không có biết được cái vụ đó, đúng không? Thì đó thì mình không có, anh em thì cũng đỡ, cũng đông chứ phải không đông. Là mình đợi ở ngoài trước để xem tình hình như nào đã chứ rồi mới vô đúng không anh? Bên đó Dạ đến chưa anh? Bên Asin là đến chưa anh? chút nữa liền, chút nữa liền, chút nữa đây anh. Đồ anh em đông là cũng mừng rồi. Đó, như tất cả quý vị và các bạn đang xem ha. Đây chính là cái cảnh quay trước cổng nhà của chị Kim Hà. Đó, như tất cả quý vị và các bạn đang xem đây thì anh Tuấn xà lan đó đã cùng với rất nhiều anh em đã có mặt từ rất sớm, đã có mặt ở trong nhà rồi. Đó, đây đúng là cái dự tính của tất cả chúng ta là anh Tuấn có nói rằng là hôm nay sẽ có mặt ở tại phía nhà chị Hà để thắp nhang, và em cũng nhờ một phía anh em điệp viên là ở túc trực tại khu vực nhà của chị Hà để quay. Và hiện nay thì anh Tuấn cùng với rất nhiều anh em đã có mặt đó, mọi người xem nha. Đó, đây là cái nhà chị Hà này. Đó, còn đây là chiếc xe ô tô này quý vị này. Đó, bên trong nhà hiện nay thì có anh Tuấn cùng với rất nhiều anh em YouTube đang ở trong nhà. Nhưng em thông báo với tất cả mọi người một cái tin là không phải là anh Tuấn đi cùng với bao nhiêu người ở trong nhà đó đâu, mà hiện nay là họ đã chia ra thành nhiều nhóm. Đó, có nghĩa là một nhóm đi vô nhà chị Hà, còn lại nhiều nhóm túc trực ở quanh lân cận khu vực bên phía nhà chị Hà này. Bởi vì làm gì quý vị, bởi vì nếu như mà đi vô trong nhà mà đông quá đấy thì gia đình của chị Hà sẽ phát hiện, cũng như là tất cả chúng ta thì sẽ có một cái điểm gọi là chú ý là tại sao anh Tuấn là anh phải đi cùng nhiều người như vậy. Đó, nên là em nói mọi người nha, đây là một cảnh quay có thể nói là mới nhất đến thời điểm hiện tại mà anh Tuấn thì đang ngồi trong nhà, nhưng mà anh em thì bây giờ đang không có tiện vô, đang đợi ha, để cho anh Tuấn ngồi trong đấy để thắp nhang rồi là có công việc gì đó ha, rồi sau đó anh em thì mới đi vô bên trong. Em nói với tất cả mọi người là trong cái video mới nhất là anh có nói rằng là thách thức rằng là ai mà vô trong nhà là anh Tuấn sẽ đuổi. Đó, nhà này là nhà của anh Tuấn, nhưng nói với tất cả mọi người là căn nhà này là nhà của chị Hà đã mua dành dụ tích cóp bao nhiêu năm mới mua được số tiền này. Và trong cái thông tin mà trước lúc ngày ra đi á, chị Hà có nói rằng là chị Hà mong muốn là sẽ mua được một mảnh vườn và đã tiết kiệm số tiền ở đây là đặc biết bao nhiêu tỷ để trong két sắt, để trong tài khoản, để đi nốt cái chuyến cuối đó thì về sẽ tiếp tục là mua mảnh vườn để sinh sống và sẽ bán xà lan. Nhưng mà cái điềm ước của chị Hà chưa trở thành hiện thực thì đến nay chị đã không còn nữa. Và hôm nay cũng là buổi lễ 100 ngày của chị Hà thì tất cả chúng ta đều mong muốn là có thể là anh Tuấn sẽ xuất hiện, cũng như là có những cái biến mới. Ví dụ như là chúng ta đã biết rằng là anh Tuấn thì từ cái hôm chị Hà mất đến nay là không có dám xuất hiện, quý vị thấy không? Không dám xuất hiện và cũng không dám lên trên mạng đính chính. Nhưng mà đến từ ngày hôm qua đó đến hôm nay thì anh đã xuất hiện rất nhiều và có những cái lời thách thức là ngày mai đó, đến nhà chị Kim Hà là anh Tuấn sẽ đuổi hết ra ngoài, không cho ai đi vô nhà. Đó, em nói mọi người như vậy ha, là không cho ai đi vô nhà luôn. Và sẽ có nghĩa là hiện nay á, là những cái người mà dân cũng như là anh em bên gia đình chị Hà cũng đang túc trực ở đó để làm gì, để xem có cái diễn biến gì hay không, bởi vì có thể hôm nay sẽ có những cái chuyện mà căng thẳng nhất xảy ra. Đó, phía bên ngoài chị Hà ha cũng tập trung rất đông người đó, bởi vì là em nói mọi người là người lạ có, quen có, những người ở xa có, gần có, không biết ai vào ai hết, nên là bây giờ rất khó để phân biệt được tà chính hay là những người nào tốt hay xấu. Nên là em nói với tất cả mọi người là hiện nay á là hàng tốt người ha được chia ra
Nghe đâu là bên phía quán cà phê và cắt tóc á là cũng có đội quân bên anh Tuấn ở bên đó. Còn đây là trong nhà chị Hà. Thì quý vị thử nghĩ xem đi. Đó, một cái căn nhà nhỏ như quý vị các bạn đã thấy quen rồi. Đó, bên gia đình chị Hà cũng quay biết rồi. Thì bên phía bên trong á, thì vẫn đang làm lễ. Nhưng mà thông báo với tất cả mọi người là anh Vũ, anh chị Hà hiện tại không về. Đây là một thông tin chính xác 100%. Và hôm nay thì chỉ có gia đình bên chị Hà, mẹ chị Hà cùng với các con, đó, các cô các dì cùng sẽ làm cái vấn đề là 100 ngày này. Thì dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa thì anh Vũ cùng với lại cái người mà gọi là quân sư của anh Vũ cũng như là cái người mà giúp đỡ để có thể trên con đường đo lại công bằng cho chị Hà thì vẫn sẽ tiếp tục. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là hôm nay nếu như có chuyện gì xảy ra đối với anh Vũ thì sẽ rất nguy hiểm. Đó, thì em nói với mọi người là tuy em ở một nơi gọi là không phải là chính thức là địa chỉ nhà chị Hà, nhưng em sẽ luôn dõi theo và những cái tin tức ấy, những cái hình ảnh ấy thì được quay liên tục và gửi về liên tục. Bởi vì em nói với mọi người rằng là nếu như anh em YouTube đó, đến hiện trường thì có thể gặp nguy hiểm. Bởi vì là em nói mọi người đội của anh Tuấn là hôm nay rất là manh động. Bởi vì là đi nhiều lắm, em nói mọi người là đi nhiều lắm. Đó, nhiều anh em tháp tùng vô tận trong nhà, rồi là nhiều anh em ở phía bên ngoài. Đó, em nói mọi người là để đi, thứ nhất là để quay, thứ hai là để cập nhật cái thông tin là để gọi là lấy lại công bằng gì đó cho anh Tuấn đó quý vị. Đó, anh Tuấn anh nói là anh bị oan ức, nhưng mà anh ấy là có nhiều cái điểm để chứng minh, anh đâu có dám chứng minh đâu, đúng không? Đến bây giờ chúng ta vẫn biết rằng là anh Tuấn chưa có tội, nhưng anh Tuấn đang nằm trong diện tình nghi số 1. Bởi vì những cái việc làm của anh Tuấn, những cái hành động của anh Tuấn nó đều cho cái thấy được cái sự khác lạ. Quý vị thấy chưa? Là cái xà lan đã sơn sang màu xanh và hôm nay anh đã đến trong cái tang lễ, trong cái dịp là lễ 100 ngày. Thì em mọi người thử nghĩ xem là anh Tuấn liệu có đem cái gì về hay không? Có bùa biết gì hay không? Rồi là có cái điểm gì đó hay không? Đó, anh Tuấn rất là sợ. Đó, bởi vì trước đây em nghe nói là chị Hà thích màu vàng nhưng mà lại không thích màu xanh. Nhưng mà anh Tuấn bây giờ lại xóa cái màu vàng đi để sơn cái màu xanh lên, không biết để ám chỉ hay gì không. Bởi vì mấy hôm trước cũng nghe thông tin là đây là bà Năm bà Mười đi Vũng Tàu qua Thái qua Lào rồi, thì rất có thể là họ sẽ làm cái việc gì đó xấu, nên là gia đình cũng như là hiện nay rất là sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nên là bây giờ em vẫn đang thúc đẩy ở đây quý vị nha. Đó, đây là căn nhà chị Hà này quý vị này. Bây giờ thì tất cả chúng ta đều rất là mong muốn rằng là không có chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì là anh Tuấn đã đến cùng với một đám người lạ mặt, và ở quanh khu vực này vài cây số thì cũng có rất nhiều những cái người lạ mặt có đến ở đây rồi. Thì em cũng rất là mong là hôm nay không có chuyện gì, bởi vì hết sức bình tĩnh trong ngày hôm nay. Đó, thì quý vị thử nghĩ xem đi, anh em ở bên ngoài rất là đông nhá, tập trung ở đây để làm gì? Để có cái chuyện gì xảy ra thì sẽ thích ứng. Ngoài gia đình, ngoài những người lạ mặt thì cũng có các chú áo xanh nữa quý vị ạ. Không phải đơn giản đâu, bởi vì em nói mọi người là tuy bên ngoài đó nó như này thôi, nhưng mà ở xung quanh bán kính khu này đều có các chú áo xanh để bảo vệ an toàn rồi. Cũng như hôm nay anh Tuấn có manh động gì thì anh em sẽ xử lý ngay. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là từ cái vụ đầu tiên đến ngày hôm nay là đã được gọi là 99 ngày là anh Tuấn im lặng. Đến ngày hôm qua bắt đầu là anh Tuấn lên tiếng. Thì hôm nay anh Tuấn có mặt, anh Tuấn thách thức rằng là hôm nay anh Tuấn đến cái 100 ngày chị Hà. Và em nghĩ rằng là chắc sẽ đem theo tiền quý vị nha. Nên là em cũng sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới. Quý vị khán giả đừng có quên là để lại những cái lượt bình luận, đó, một lượt like, cũng như theo dõi hết video để được những cái thông tin mà cập nhật mới á, thì em cũng sẽ cập nhật liên tục. Nên là quý vị khán giả đừng có lo ha, những cái thông tin diễn biến liên tục về cái vụ việc này, thông tin nóng thì sẽ được cập nhật liên tục. Nên là quý vị khán giả cũng có thể nói là yên tâm theo dõi kênh Hoàng Sao TV. Rồi, nhà chị Hà đâu? Anh vô quay nhà chị Hà giúp em với. Tại vì anh Tuấn nó đang ở chổng, hiểu không? Anh Tuấn nó đang ở chổng, anh em chưa có vô. À, anh Tuấn ở trong nhà ấy. Ờ, đang ở trong nhà nó cúng lại á, hiểu không? Ủa, vậy là bây giờ đang ở ngoài cổng nhà chị Hà đấy à? Ờ, đang ở ngoài cổng với chị Hà nè. Ờ, anh có thể đi ra ngoài đấy quay một lượt nhẹ nhẹ được không? Quay ít là ra cổng quay vô thôi chứ không vô nhà. Mà đi ra ngoài cổng nó quay như này này. Đi ra ngoài đó. Anh để ra. Ờ, thì giờ nè anh ra trước nè, anh vừa nói chuyện với em luôn nè. À, ok, là bây giờ đang ở ngoài cổng đó. Hôm nay có đông không anh? Hả? Hôm nay đông không anh? Thì nói chung ra cũng không có đông gì mấy, anh em thì cũng ở bình thường. À, là bây giờ là anh Tuấn đã đến từ sớm là ở trong nhà rồi đúng không? Hả? Anh Tuấn là đến từ sớm ở trong nhà đúng không? Thì nói chung ra thì anh đó đang ở trong, nó đang đất nhang á, anh quay nè, anh thấy không? À, ô xe là ở nhà, ở ngoài bên ngoài là nhiều vậy cơ anh? Hả? Xe máy là ở bên ngoài nhiều vậy cơ à? Ờ, chân ra ngoài anh em nó chuyển ngoài không ạ, để cho nó đốt nhang rồi đi anh em mới vô. Ờ, ở trong nhà bây giờ có đông người không anh? Ở trong nhà thì chỉ có mấy anh em nó không ạ. À, có mấy anh em của Tuấn là đi cùng nhiều người lắm anh? Thì nói chung ra mình cũng không có biết được cái vụ đó, đúng không? À, thì đó thì mình không có, anh em thì cũng đỡ, cũng đông chứ không đông. À,
là mình đợi ở ngoài trước để xem tình hình như nào đã chứ rồi mới vô đúng không anh? Dạ anh nhé. Bên Asin đã đến chưa anh? Anh chút nữa liền, chút nữa đi anh. Rồi. Đồ anh em đông là cũng mừng rồi.